đang lúc dầu sôi lửa bỏng vô tới 10 phút. Cái này nhỏ là cứ uống thuốc siết miết đi. Hồi xưa hồi nhỏ là tôi uống thuốc tôi ghiền luôn á. Thấy luôn. Thấy thuốc là ngậm mà. Dạ, chú nhà luôn chị ơi. Không, cái vụ uống thuốc thiệt luôn, uống thuốc tây ghiền luôn là có luôn. Hồi xưa chú cái đầu chú bị chọc luôn mà. Uống một tây này nè, mỗi ngày á. Nóng. Cho nên lớn đâu nổi đâu. Xưa có đâu có ốm teo, ốm nít như xì ke. Thiệt. Hết bột luôn rồi. Hết bột luôn. Yên tâm đi, của ông nội còn. Rồn 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 rồn. Rồi rồi. Thật là quá đau lòng. Ủa? Xô nó nghỉ hả? Không. Xô này xô nữa mà nghỉ. Đó là hát xô thôi, nghĩ là hát xô thôi. Ông nội ông cười kìa, cũng nghe là ôi, vô trong luôn người đẹp ơi. Mấy cái? 2 cái mang về nữa là 10 cái. Cô chị gái 8 cái hả? Chị gái 8 cái. Xô này. Cái loại tôm này là khác loại tôm hôm qua phải không hả? Hôm qua là tôm thẻ. Hôm qua là tôm sú phải không? Đây. Ồ, khách vô rồi các bạn. 3 cái luôn. Ê, bây giờ khách vô này nha mọi người. Một xô này thêm nửa xô nữa là cái gì? Một xô này rồi một xô nữa. Phải xô này nửa xô nữa. Giỏi khoảng 100 cái nữa. Hơn. Khóa của xe luôn nha anh ơi. À, khóa luôn nha. Anh đi phụ ra ở ngoài đó, anh đi khách đi. Bây giờ mới có 5 giờ nha các bạn. 5 giờ 15 nha mọi người. Tám cái rồi phải không? 2 cái, 4 cái, 6 cái nữa bên ngoài. Rồi khách tới nữa kìa. Cái đi. Hai người 2 cái. 6 cái nữa kìa. Ôi, nổ vô đây rồi. Nổ vô đi. Làm rau ơi. Bếp Hà làm rau. 2 cái. 2 4 6. 6. Rồi cập nhật thông tin bánh xèo phía trong nữa, có khách mới vô đó. Của chị, của cô đây 2 cái nè các bạn. Cô sau 4 6.
quá vui đi chứ. Chị xích tới xíu vậy. Ông Lâm ơi, ông Lâm. Khách mua về nhiều nha các bạn. Ê, ở ngoài xe nhiều lắm nha, để ý nha. Tư tướng tặc danh nào đâu mà kêu vậy. Hai bốn sáu, còn cô mới vô là bốn cái này hả? Còn bốn cái 14 cái nữa đó. 2, 4, 6 bốn cái trước nè, rồi 6 cái, rồi tới 4 cái.
mà. Rồi một khách. Một bánh của ông nội đó có bên này luôn nha. Bà nội kêu ai giết thì ông nội thì cứ giết luôn. Dạ ok. 1.2 kèm theo công thức đặc biệt cho bánh xèo. Thấy bà nội ha? Không, công thức là bà nội nắm rồi. Ông nội với là bán ông nội 1.2, à. Bán luôn công thức. Đó, ông nội là đi kèm với công thức là giá 1.2. Giờ lại ấy cho bắt khỏi. Dĩa tóc lên còn hai xe luôn nha quý vị ơi. Bên trong khách cũng chưa có bánh rượu luôn nha. Trong chưa có bánh nữa. Phía trong là có mấy bạn đang chờ luôn á, đi bánh xèo luôn á. Mặc dù là nãy là đổ đều á, đổ năm chảo đều mà khách năm đều đổ hết luôn á, từ nãy là đổ hết, từ đầu giờ đến giờ là đổ hết công suất luôn á, không đủ bánh để bán con bà cô chú luôn. Mừng trong bà nội nha, mong là bà cô chú ghé 24 từ đâu bắt từ có đẹp từ ngày mai ủng hộ bánh xèo nhí. Tức là các con đi học á thì ông bà nội bán, cũng mong là bà cô chú anh chị và bạn luôn đồng hành cùng với bà nội nha. Dạ. Thường các cháu thì buổi tối thì anh về thì để phụ bà nội với ông nội biết. Dạ. Mong những điều tốt lành đến với bánh xèo nhí, nhưng mà cũng luôn chạy vào các bạn. Mong nhiều ông bà chú luôn yêu thương. Rồi ở ngoài có là 2, 4, 5 5 cái rồi. Kỹ thuật đổ bánh xèo như thế này thì đi Mỹ 1 năm là đỡ ra được 1-2 liền. Ở bên đó không biết có bán hàng không thì chú ha. Chú có dự kiến là bán hàng để là 1 chiếc xe. Bà nội với bà Hạ nói gì mà khoái chí, chắc nói với ông nội rồi chứ không có ai đâu. Ông bà đừng chửi nha, sao không lấy cắt cỏ hay sao? Ê, bữa nay cắt cỏ ngon lắm à, cắt cỏ làm vườn, ngon lắm á. Bây giờ qua Mỹ là làm gì cũng tiền hết trơn á, không cây kiện cũng biết luôn mà. À, biết làm cây kiện luôn hả? Ông nội là mơ trồng cây trồng trọt các bạn, tâm anh Hạ anh kêu là ông nội biết rồi. Cô bệnh thôi, có thêm 4 cái nữa cho cô, sửa công nghệ. Thank you, Minamil. Thank you, Minamil.
Tin vui là bà nội tiếp. Mà nội ghê luôn á. Tin vui là bà nội. Chúng tao nghe nha. Tôi đi bà nội, tôi đi với bà nội vậy nói. Đi với nội là chuẩn bị đi liền luôn rồi đó. Đi với ông nội là chú Việt đã đem giỏ sách rồi tới nơi rồi. Bây giờ là quyết định cái là đi liền. Rồi sân bay tân nhiên nhất. Thẳng đi liền. Rồi bốn cái giờ cô chú kìa. Đi theo ông nội. Chết. Ông nội là phủ vàng lắm. Kêu ra nói là cháu rồi trời ơi. Ai biểu cà khịa chi? Ai biểu khịa riết chi? Đúng không? Cô ba thông tin là chấn động địa cầu. Cô ba sẽ đổ xèo phụ trách sau khi các cháu đi học. Ồ. Nói rồi với ông bà cô chú rồi. Ủa dạ? Đúng rồi. Giữ ta, giữ ta. Cô ba nói ai đồn? Chú Long đồn chứ hả? Chú Long đồn nhưng mà cô ba chưa biết định. Đó, bánh xèo kia qua luôn à. Quay bánh xèo kìa, quay luôn á. Ơi, anh trai hôm nay được đổ bánh xèo luôn nè. Chào con quá. Quay giờ đây đổ. Quay lại đổ. Có hẹn, có hẹn. Ê, để ý xe nha, xe nhiều nha. Rồi, cảm ơn bố và chị nha. Được rồi, học hỏi hả? Mai mốt qua học hỏi. Học hỏi liền hả? Mai mốt gì? Mai mốt chị nghe hoài, hoài hoài đi. Mấy ly, mấy ly. Mà đến đây. Chào cô. Cô nhìn đẹp lão ha. Vui. Khi mà cảm giác quay các bạn thành vô đông quay sướng. Cảm giác vô mốt luôn. Rồi, bốn cái của cô có chưa? Đó, bốn cái của cô này sắp đủ rồi, sắp đủ rồi. À, chưa đâu, trong kia còn nữa. Trong kia con. Trong kia tới ba bàn rồi đó. Bởi vậy. Nhớ thứ tự nha. Nãy giờ chưa chào cái video này. Thôi hôm nay mệt quá rồi chế đi. Hay con tập trung con đổ đi. Hay chú xin phép ông bà của chú là không có chào bữa do mấy cháu tập trung các bạn ơi, khách đông quá các bạn ơi. Ở đây chú Việt chào cho. À, chào tất cả ông bà của chú, chúc chúc ông bà của chú trong ngoài nước một ngày vui và hạnh phúc nha. Ê, mấy bạn ăn nhanh nè, à. Có mấy bạn trẻ ăn nhanh lắm. Chỉ như lần đầu ăn bánh xèo á. Mời chú. Năm chảo, năm chảo. Hai cái đi mà. Không chốt được đơn nào luôn. À, alo đặt bàn ha. Rồi, alo, em đang mang về anh chị. Rồi, đậu xe ghé bên hông giùm em luôn. Ê, rồi bốn cái cô chú nãy chờ đâu à? Mấy cái anh chị. Ba cái bình thường, hai cái công nhân. Hai cái không nhưng là không giá luôn hả? Không giá đồ ra luôn à? Là gia công không anh? Gia công hả? Bột công hả? Ê, khách vô nữa kìa. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Ra vô dập dìu vui quá ha.
Rồi bốn cái cho cô xong rồi, giờ tới ở phía trong thì sao? Bên trong đậu bánh cho thím ba chưa luôn. Hai mấy cái ta? Hai cái. Tăng tốc lên 10 chảo rồi anh sẽ đổ 5 chảo. Không đợi 5 chảo. Chưa bắt đầu. Bắt đầu. Ủa bịch rau này là mấy cái đi mà? Cho cái chú kia hai cái vậy. Ba bánh lấy hai cái cho chú. Hai năm nha. Hai cái rồi bên đây 5 cái. Không chạy đúng không? Chạy một cái. Đi chạy tất cả ông bà con xin nước rồi ngoài nước. Không chạy đúng không? Ok, chào con. Không chạy tất cả ông bà con xin nước rồi ngoài nước. Thôi ông bà này trong nước rồi ngoài nước chăm trước cũng chào con luôn. Quên không sao hết á. Chào trước chào sau cũng được. Có chào là được. Tạm biệt luôn. Bé nha. Mới chào quý bà cô chú chị và các bạn. Bé nha. Tới video tiếp theo của em. Hiện tại là em đang ở địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Thiện, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí đó bà cô chú là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Nhớ bà cô chú chị và các bạn. Mời bà cô chú chị và các bạn coi con gái đổ bánh xèo. Chí ba phục vụ. Nhờ anh em bếp bê không á. Mấy nay ăn view là nhờ cô ba không nữa nha ông bà cô chú. Là anh dạo này đổ bánh xèo cũng lên tay tôi xíu xíu à. Trời đây mà đi đổ gì, đi thả diều mà mơ kể gì. Mà ai đổ bánh xèo cho đi đã dịu. Giờ mát nè. Có gió. Ô, đổ nhiều đậu xanh dữ vậy. Quá trời đậu xanh luôn. Đủ chưa thím ba? Hai bàn. Bên ngoài của anh trai này là ba cái bình thường hay là cửa hàng đó. Dầu. Chú bánh xèo nhí, bánh xèo nhí ông bà cô chú ơi. Đầu đưa lấy cái đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Bé nhí 13 tuổi đổ bánh xèo đây. Bé nhí 12 tuổi 99 đổ bánh xèo đây. Anh có rau chưa? Có rồi. Có rau rồi hả? À. Cái này 2 với 3. Ừ, 3 là 2 bịch. Ủa cái 2 cái bịch này là 2 bịch là 2 phải không? Ờ 5 bịch. Để đưa giùm cho ảnh. Đưa rau trước nha. Chưa có bánh đâu nha. Thì thủ em cái. Ừ, cũng khách ở đông á. Có dư bánh, rau thôi.
động hết công chức luôn rồi mà vẫn không phục vụ kịp. Rực lửa từ lúc trưa tới giờ các bạn. Rồi giờ tới giờ anh nhanh rồi đó. Con hết rồi nhanh. Còn một chai mang về bên trong là năm gái là hai gái da, ba cái bình thường. Ba bè đúng rồi, còn con thú mới qua đâu quên. Còn thêm hai cái mang về có con trai nữa. Rồi đến nha. Lẽ giờ đi kiếm đồ Doraemon chứ. Không đồ lẽ đâu. Dạ có luôn anh. Rồi đậu xe cặp đó đi rồi đi thẳng vô trong luôn. Có cổ nha. Xíu cho xíu để nó bán. Ok. Để giữ vô. Rớt cái gì vậy? Trời ơi đẹp quá. Xuất sắc. Đúng rồi. Tự tin bắt ớn luôn á. Cho em này 5 cái nè. Về ông thấy chị cũng đảm nhảm nè. Mốt đi đâu rồi, dán cái giấy lại cho ông thấy. Về em thấy vợ đâu nó giảm. Nghĩ là đi khỏi quán nước mía là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Anh đi qua bên bánh xèo mía em nhé, ký tên để biết qua bên bánh xèo mía để ở bên quán nước mía kiếm hoài luôn. Đấy. Ông bà từ Mỹ về đó.
cho ổ bánh mì. Còn cứ nói lên đây là có ông bụt mà bà tiên rồi bánh xèo luôn chú ơi. Bánh mì chỉ dễ dàng lên lắm mới á, thể hiện mình liền à. Hai chú cháu mình ngồi nữa ảo. Không là đâu. Bánh mì ngon mà. Bánh mì không à. Rồi hớp tôm. Ê, cái của em ở đây không nổi đó hả? Lạ kìa. Quá thiệt á. Hai cái. Rồi. Đi đâu rồi chị cứ nói anh nha. Sao anh nghĩ sao bánh xèo vậy em bán nhỉ? Bán nhổ mỏ rồi. Thế là ai ngoài chứ? Ba nghĩ sao bánh xèo vậy em bán mỏ bán gì? Chúc bên ngoài đó. Rồi ba cái bình thường xong, giờ hai cái da nữa là dao dăm chai này. Lên luôn, quá đẹp. Ông nội là đổ 10 cái như một. Bởi vậy xèo đẹp chứ trời. Kỹ năng đổ bánh xèo của Hà đã lên một tầm cao mới. Năm cái chứ bình thường là 30.000, còn mình bánh xèo da là 10.000 rồi. Để bà chủ bà đang thích gì nhá, không biết nữa. Ồ, bánh xèo kìa. Ăn ở đây gì à vậy? Xong rồi anh này xong năm năm mới xong rồi. Quá vui quá các bạn. Quá vui đúng không? Tối quá trời mà. Mệt sụm nụ. Sườn da khó đổ rồi. Rồi.
đông lắm. Thôi khách luôn, khách luôn xếp ơi. Ồ, cái này cũng được rồi. Chưa được. Chưa, cái nó đầy trái. Nó bị cái chính giữa, để. Lửa mạnh quá. Thì cái chảo này của anh, của Hà Anh lửa quá trời luôn nè. Bốn người. Yên tâm, mà nội đang làm rồi, đúng rồi. Làm bông rồi. Có một cái nó còn bị cháy dưới giữa. Bù rồi ra một cái. Cái nó thành ba cái rồi đó. Nói anh cho bánh đó nha, báo nói anh trước rồi anh biết à. Cứ bình thế rồi.
mai là ngày cá tháng tư, ai cứ muốn giỡn gì giỡn đây nha. Quay đâu mai ngày nó giấu gì nó giỡn 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 thôi. Chú Long lắc đầu. Biết không anh? À, bên ngoài còn có 3 khách nha. Con gì chưa đã? Mới nói con kìa. Nói lộn mà đi nghe. Học lại thì nói lộn.
quá đẹp, cái đó đẹp 10 điểm trong nậu. Ê. 10 điểm ông nội, 10 điểm, còn người kế bên kìa 5 điểm không có 7 điểm không ấy 8 điểm rưỡi người kế bên ông nội thì cứ 10 điểm nghe mà là khó lắm chứ gì cho là một là một hai là mười kiểu gì cho đây ông chắc gì không điểm. Rồi rồi. Bật máy từ lúc là lại đây tới giờ hết pin luôn. Ê quảng cáo gì em? À, nhiều free, nhiều free. Cái gì free? Rồi. Nhiều free đó. Mobile phone nhiều free vậy? Hả? Cái gì free?